Xin chào quý vị khán giả từ Soprano Midline tại thành phố Unresfro thuộc bang New Jersey của Hoa Kỳ. Đây là những hình ảnh được chờ đợi ở lượt trận thứ hai của bảng A Copa America 2024. Cuối đầu đầy duyên nợ giữa hai đội tuyển Argentina và Chile. Lúc này thì Argentina và Chile, cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang tiến ra sân cùng với sự chờ đợi của những người hâm mộ. Messi và Claudio Bravo, những cầu thủ đã từng góp mặt ở trận chung kết của Copa America 2016, giải đấu mà Chile đã lần thứ hai liên tiếp đánh bại Argentina trong trận đấu chung kết để lên ngôi vô địch ở Copa America. Ngày hôm nay, hai cầu thủ này sẽ tiếp tục đối đầu với nhau ở kỳ Copa America lần thứ 7 trong sự nghiệp của cả hai. Trước khi đến với trận đấu, chúng ta sẽ cùng đến với lễ cử hành quốc ca. Vừa rồi chúng ta đã đến với lễ cử hành quốc ca của Argentina và Chile.
Lúc này thì cầu thủ hai đội đang tiến hành những thủ thuật cuối cùng để